nó hai đứa nó hạnh phúc được tới 100 tuổi á. Con được có trai có gái. Chính thức thì cũng là gần 2 năm. Chuyện tình của tụi mình thì cũng nhờ Facebook một phần, có duyên có nợ. Snap story của vợ cũng nhắn tin qua lại, rồi hẹn gặp nhau thì thấy hai đứa nói chuyện là hợp. Anh cũng bảo là muốn làm quen em, đặt lòng thì anh cũng muốn là hai đứa nên như vợ chồng. Thì em cũng đồng ý cho anh 3 tháng để thử thách. Thời gian cũng gần 3 năm thì đôi khi anh cũng làm cho em buồn rất nhiều. Mà sau cùng thì anh với em cũng đi đến hôn nhân ngày hôm nay. Thì anh rất là quý trọng tình cảm em dành cho anh, như là em không ngại khó ngại khổ. Anh hứa là sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho em. Kính thưa quý thân tộc nhà gái, đúng theo lời ước hẹn, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thân tộc nhà trai đến đây để xin phép cùng làm lễ thành hôn cho hai cháu Thiên Hào và Ngọc Liên. 6 mâm quả. This is what we've been waiting for. Qua nhiều cái thử thách khó khăn thì mình mới tới cái ngày hôm nay có được nhau và chính thức gọi nhau là vợ là chồng. Thì em cũng muốn gửi gắm tới anh cũng như là cả hai đứa là cuộc sống sau này á, thì hai đứa mình cũng phải biết lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm. Có những cái chuyện gì á thì mình cũng phải tâm sự với nhau để cùng nhau vượt qua. Make our way, we have just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. We'll give our dreams to the rising sun. Cũng thì cũng lấy chồng rồi, chúc chị là xin được đồng con nha, hai chị em mình cùng nhau có đồng con.